xác định. Thì đối với chúng tôi, cái việc làm bố thí từ thiện là một việc làm rất là lớn lao để đem lại cái lợi ích cho nhân sinh mà Đức Thầy thường hay khuyến khích, thường hay chủ trương cái con đường pháp môn bố thí. Vì cái mục đích bố thí nhằm mục đích đó là để dẹp lòng tà, nhằm mục đích là để dứt hết cái lòng tham. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí để diệt lòng ích kỷ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Nếu không được mà dẹp lòng tham sân si và dứt hết những cái ưu phiền thì chắc chắn rằng sau này sẽ rất nhiều điều đau khổ đến với chúng ta. Nhất là cái nạn tai sau này mà Đức Thầy đã nói là lớp đau chết kể thôi vô số. Cái con số mà gọi là không còn tính đếm nữa đó quý vị. Chẳng hạn như cái tình hình dịch bệnh trong những năm vừa qua và gần đây, lớp đau chết kể thôi vô số. Thêm nữa là thêm tà ma yêu quái chặt đường, chốn dương trần như nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Còn nhiều cái điều thảm trạng, bi ai, nạn ách, khổ, đau nhiều và rất nhiều xảy ra sau này. Nào là khắp thế giới cửa nhà tan nát, người khắp thế giới binh lương cũ túc quyết tranh giành quyền lợi xét sau nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Thưa chư đồng đạo, cho nên bây giờ thì chúng ta không còn suy nghĩ gì, đắn đo gì, nghi ngờ gì nữa, mà chúng ta hãy nhanh chân tiến hóa lên trên bờ giải thoát bằng cách bố thí, không có mong cầu. Bố thí xác định là gì? Bổn phận đối với nhân sinh, lợi ích cho xã hội đồng bào, quốc gia dân tộc. Và chúng ta phải có cái lòng từ bi và có một cái trí tuệ sáng suốt rõ ràng. Cái sau cùng là chúng ta phải dũng mãnh tinh tấn tiến hóa mà làm việc lành. Mà làm việc lành thì chính cái việc làm này nó sẽ sanh ra công đức và phước báo, thì chúng ta sẽ hồi hướng cho ai? Cho cô quyền, cho tất cả nhân sinh. Và cái điều quan trọng sau khi mà chúng ta bố thí làm lành được có cái ý nghĩa rất là lớn lao và hiện hữu đích thực rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có thể dành nhiều thời gian để lo tu huệ. Bây giờ có rồi, khi chúng ta đặt nặng về cái phước báo quá mà quên đi bổn phận của chính mình, cái điều quan trọng, đây là cái điều quan trọng quý vị. Có khi chúng ta Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua Thành Hậu cũng có kể cho quý vị thưởng thức qua một mẫu chuyện Đức Phật Thầy Thái An. Tiếp theo là Thanh Hòa sẽ gửi đến quý vị vài nét về đạo pháp trong chương trình Đi Pháp Hòa hôm nay. Còn dư động lại đến giếng một cái nơi này rất là đặc biệt. Chân thành giới thiệu Thanh Hòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cùng tất cả chư đồng đạo. Thật ra thì đối với tôi thì từ trước đến giờ cũng gắn bó với cái công cuộc đạo pháp cũng như từ thiện xã hội nhiều năm tháng. Tuy nhiên thì đối với cái việc làm của người tu thì không biết sao mà cho hết. Tuy nhiên thì giờ đây hôm nay được cái duyên lành, chúng tôi trở về nơi cái chỗ am trại Ngũ Hồ Sơn để rồi xác định một cái lộ trình, một cái con đường là nên chọn một nơi thanh tịnh ấy để rồi dứt trần bất nhiễm hay là yên. Thật ra chúng tôi cảm thấy rất là an ngại, mà bản thân mình thì sức mọn tài hèn, với một cái khả năng cũng rất kém cỏi. Nhưng mà nói đến đây thì chúng tôi rất là an ngại, bởi vì sao? Bởi vì trên mạng là một cái việc cộng đồng lớn. Chúng tôi e ngại với cái lời nói cũng như sự hiểu biết và kinh nghiệm nó cạn cợt, thì mong rằng quý vị mình cũng niệm tình quan hỷ cho. Thưa chư đồng đạo, đối với cái giáo pháp của nhà Phật cũng như giáo lý của Đức Thầy thì hầu như hiện nay toàn cả thế giới năm châu nói chung và nói riêng là đất nước Việt Nam của chúng ta rất là vui mừng. Vui mừng là gì? Có được một vị cổ Phật lâm phàm là Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Ngài đã khai sáng một cái nền đạo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Và kể từ đó đến nay thì như toàn thể tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở miền Nam nước Việt Nam của chúng ta đã cảm nhận một cái điều rất là sâu sắc. Đó là nhờ cái giáo lý hiện đại, một cái giáo lý thực tiễn, một cái giáo lý mà áp dụng đối với cái người cư sĩ tại gia rất là phù hợp. Tức là vừa lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất. Tại sao vậy? Bởi vì cái giáo lý học Phật tu nhân đó được Đức Thầy của chúng ta
dung nhiếp cả ba nguồn tư tưởng lớn Phật Lão Nho, dạy cho chúng ta bằng những cái phương pháp thực tiễn gọn nhẹ, đó là những cái lộ trình căn bản, từ cái căn bản đi đến cái chỗ kinh nghiệm thâm sâu. Căn bản là sao? Căn bản tức là giáo lý học Phật tu nhân, đi từ thấp lên cao. Từ cái lộ trình là chúng ta phải làm sao tránh tam nghiệp, trừ thập ác, và làm sao để rồi tu đành nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen, tức là nợ thế, âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu dạng đường tu. Tức là luôn lúc nào cũng song pha, luôn cả hai cái lộ trình, một cái con đường lớn. Con đường thứ nhất là chúng ta trả nợ về tứ ân, đáp đền cho hoàn thiện cái đạo nhân. Và hơn thế nữa thì chúng ta phải tiến lên sâu xa hơn một cái bậc thang cao nữa, đó là tu tập bát chánh đạo và tu phước hay tu huệ, hoặc giả tu thiền hay tu tịnh. Đó là những cái lộ trình căn bản tu tập. Bây giờ chúng tôi xin khái quát qua một ý niệm gọn nhẹ về vấn đề tu phước và tu huệ. Thưa chị đồng đạo, xưa nay thì đối với cái phong trào từ thiện xã hội, đại khái đó là cái phương pháp tu phước, hầu như phần lớn bà con đồng đạo gần xa ai nấy cũng rất là chuộng cái pháp môn này, và rất là đồng hành để cùng làm những cái công việc thiện nguyện khắp cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên đối với việc làm này, mặc dù rất dễ làm nhưng mà cũng rất khó làm. Tại sao vậy? Vì nó sẽ rất là phức tạp đối với những người trong cái cuộc sống xã hội đời thường, thì nó luôn lẫn lộn chánh tà, thiện ác, kẻ xấu người tốt. Ở đây đối với người tu của chúng ta thì không có khởi cái tâm phân biệt, tuy nhiên trong xã hội thì luôn lúc nào cũng có tồn tại những cái việc đó. Do vậy thì ở đây đứng về cái góc nhìn của người tín đồ thuần tí, cái người hiểu đạo, thì chúng ta có những cái căn bản thực tiễn như sau. Đối với cái người tu phước thì cần phải hội đủ những yếu tố này. Thứ nhất là chúng ta thực hiện cái phương pháp bố thí, có nghĩa là chúng ta phải đừng có mang cái tâm mong cầu. Mong cầu là gì? Mong cầu đó là cái giai đoạn đầu, mình đừng có khởi tâm mong cầu mong được cái này cái nọ cái kia. Đó là về cái phước tướng. Mình làm là gì? Làm cái việc lành là gieo cái nhân tốt rồi thì chắc chắn khẳng định là sẽ gặt cái quả tốt lành. Cho nên chỉ cần chúng ta khởi tâm thôi là đã có hưởng cái phước báo lớn rồi. Do vậy ở đây chúng ta cái điều mà quan trọng rút tỉa kinh nghiệm làm công tác từ thiện đạo pháp bố thí nhiều năm, thì mong làm sao chúng ta đừng có khởi cái tâm mong cầu được cái này được cái kia, nhất là mong cầu về danh, về lợi, về tình, những cái giả ảo, những cái danh vọng, những cái giả tạm ở bề ngoài, mà chúng ta mong cầu cái con đường đạo lý, làm sao để tìm cầu cái con đường giải thoát. Tại sao vậy? Bởi vì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã từng khoáng dạy là thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật, bắt cầu thoát ly khổ hải sanh tử, tự tánh nhược mê, phước hà khả cứu. Có nghĩa là thế gian sanh tử là việc lớn nhất của đời người, mà các người suốt ngày cứ lo tìm cầu ruộng phước, không tìm cầu thoát khỏi biển khổ sanh tử. Nếu tâm mình còn mê thì phước đức nào mà cứu đặng. Có nghĩa là giống như ông Vua Lương Võ Đế ngày xưa, quý vị mình biết rồi đó, dầu cho có đem bao nhiêu tiền của và những cái sự xây dựng chùa chiền vân vân nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa, mà nếu như tâm còn ác thì không thể Phật cứu được. Thì đó là một điển hành hình dẫn chứng cho chúng ta. Còn đối với cấp cô độc thì sao? Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, giữ vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Rồi đối với người tín đạo đồ của chúng ta hôm nay, ngoài cái việc hiểu đạo ra, chúng ta còn phải ráng cố gắng là hành đạo thì mới đắc đạo, thưa quý chư đồng đạo. Cho nên bây giờ cái việc bố thí thứ nhất là chúng ta phải không có mong cầu để rồi chấp ngã phân biệt. Cái thứ hai là chúng ta phải xác định cái việc làm bố thí này là xuất phát từ nơi cái bổn phận. Cái bổn phận vì đạo pháp, vì dân tộc, vì nhân sinh, vì mọi người, đem lại cái lợi ích chung cho tất cả cộng đồng, xã hội và cả nhân sinh. Thì cái tâm đó mới thật sự có một công đức phước báo và gọi là công đức Phật từ bi vô lượng. Và cái điều sau cùng nữa mà cái người bố thí cần phải hội đủ, đó là phải có cái bi trí dũng. Bi trí dũng là gì? Bi trí dũng có nghĩa là chúng ta phải có bốn đức: đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Mà nếu như mà bố thí mà thiếu cái lòng từ bi thì chúng ta còn phân biệt, còn chấp ngã thì nó không có sanh ra công đức.
Còn nếu như chúng ta bố thí mà thiếu cái trí tuệ thì dễ bị lợi dụng, dễ bị lường gạt, dễ bị thất thoát, dễ bị sơ suất. Và cái sau cùng đó là chúng ta phải dõng mãnh, phải tinh tấn và phải quyết đoán. Một khi mà chúng ta làm đúng rồi thì dầu cho ai có nói tác động đúng sai hay như thế nào bất kỳ thì chúng ta vẫn giữ vững lập trường trên cái con đường tu thân hành thiện và việc làm ý nghĩa cao cả mà mình đã xác định. Thì đối với chúng tôi, cái việc làm bố thí từ thiện là một việc làm rất là lớn lao để đem lại cái lợi ích cho nhân sinh mà Đức Thầy thường hay khuyến khích, thường hay chủ trương cái con đường pháp môn bố thí. Vì cái mục đích bố thí nhằm mục đích đó là để dẹp lòng tà, nhằm mục đích là để dứt hết cái lòng tham. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí để diệt lòng ích kỷ. Mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chứ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Nếu không được mà dẹp lòng tham sân si và dứt hết những cái ưu phiền thì chắc chắn rằng sau này sẽ rất nhiều điều đau khổ đến với chúng ta. Nhất là cái nạn tai sau này mà Đức Thầy đã nói là lớp đau chết kể thôi vô số. Cái con số mà gọi là không còn tính đếm nữa đó quý vị. Chẳng hạn như cái tình hình dịch bệnh trong những năm vừa qua và gần đây, lớp đau chết kể thôi vô số. Thêm nữa là thêm tà ma yêu quái chặt đường, chốn dương trần như nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Còn nhiều cái điều thảm trạng, bi ai, nạn ách, khổ, đau nhiều và rất nhiều xảy ra sau này. Nào là khắp thế giới cửa nhà tan nát, rồi khắp thế giới binh lương cũ túc quyết tranh giành quyền lợi xét sau nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Thưa chư đồng đạo, cho nên bây giờ thì chúng ta không còn suy nghĩ gì, đắn đo gì, nghi ngờ gì nữa, mà chúng ta hãy nhanh chân tiến hóa lên trên bờ giải thoát bằng cách bố thí, không có mong cầu. Bố thí xác định là gì? Bổn phận đối với nhân sinh, lợi ích cho xã hội đồng bào, quốc gia dân tộc. Và chúng ta phải có cái lòng từ bi và có một cái trí tuệ sáng suốt rõ ràng. Cái sau cùng là chúng ta phải dõng mãnh, tinh tấn, tiến hóa mà làm việc lành. Mà làm việc lành thì chính cái việc làm này nó sẽ sanh ra công đức và phước báo, thì chúng ta sẽ hồi hướng cho ai? Cho cụ quyền, cho tất cả nhân sinh. Và cái điều quan trọng sau khi mà chúng ta bố thí làm lành được có cái ý nghĩa rất là lớn lao và hiện hữu đích thực rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ có thể dành nhiều thời gian để lo tu huệ. Bây giờ có rồi, khi chúng ta đặt nặng về cái phước báo quá mà quên đi bổn phận của chính mình, cái điều quan trọng đây là cái điều quan trọng quý vị. Có khi chúng ta dành hết thời gian, tâm trí, sức khỏe và cuộc đời này để phụng dưỡng cho nhân loại, phụng sự cho cuộc đời, phụng sự cho đạo pháp, tuy nhiên mình quên mình. Quên mình là sao? Quên mình có nghĩa là chúng ta có một cái bổn phận, một cái trách nhiệm lớn lao đối với chính mình. Đó là Đức Thầy đã dạy là các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm cái chân tánh của mình. Chân tánh là gì? Chân tánh có nghĩa là chân tâm Phật tánh, tức là cái ông Phật của mình. Hay nói cách khác hơn, đó là cái bản lai diện mục, cái chủ nhân ông, cái Phật tâm của chính ta đây, mà Đức Thầy đã khai thị, đã nói cho tín đồ, cho đồng đạo gần xa được biết rất rõ rồi. Địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái giữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Như vậy, khi mà chúng ta xác định được tâm mình sẵn có Phật, thì chúng ta hãy yên lặng, quan sát để tỉnh giác hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giây và từng sát na ý niệm sanh diệt mà tâm mình đã khởi ra, mình biết, mình hóa giải, mình cố gắng tinh tấn tu tập bằng mọi cái phương tiện, hình thức nào bất kỳ, từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Ví dụ chúng ta là người cư sĩ tại gia hay là tu sĩ, thì bất kỳ chúng ta phải có những cái thời phá biểu cụ thể, sáng, trưa, chiều, tối, những cái thời khóa đó chúng ta phải có những cái thời gian công phu hành đà đạo, tham thiền nhập định, bất kỳ tùy theo khả năng, tùy theo nhân duyên, tùy theo cái sở thích và phù hợp mà chúng ta hành trì tu tập, để rồi từng bước lần lượt chúng ta chuyển hóa nghiệp chướng, chuyển hóa khổ đau và tiến hóa trên cái bến bờ an vui và giải thoát. Và nhất là cái thời kỳ này là một cái thời kỳ rất nhiều khó khăn tu hành trên bước đường tu đạo đối với nhà tu. Nào là cái thời kỳ văn minh vật chất, rồi cái thời kỳ nhiều, rất là nhiều cái thử thách, rồi rất là nhiều những cái thảm trạng mà diễn ra trong ngày hôm nay là dịch bệnh đang hoành hành khắp, diễn biến khắp nơi.
Rồi đây sắp tới đây nó còn sẽ diễn ra những cái điều gì đây nữa, mình không thể nào đo lường và không thể nào biết trước được. Cho nên chúng tôi nhắn nhủ gửi gắm đến tất cả bà con, cô bác, đồng đạo, quý vị gần cũng như xa, chúng ta cố gắng cùng nhau để rồi vừa làm cái phương tiện là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Và một cái điều rốt ráo quan trọng hơn nữa đó là chúng ta phải tự biết mình, tự lo liệu cho cuộc đời mình, vì một lát nữa không có ai ngoài mình để cứu mình, ngoài mình cứu mình, phải không tất cả quý cô bác, quý vị đồng đạo? Cho nên thường thường á thì mình hay nói một cái câu là tôi thương vợ, tôi thương chồng, tôi thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương bạn bè, thương những người thân, thương những người tốt, mà cuối cùng mình quên thương mình, mình bỏ mình đâu mất tiêu rồi. Đức Thầy cho biết là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hả ráng tầm. À, Phật cũ là gì? Phật cũ là ông Phật của chính mình. Tại vì mình bỏ quên lâu quá rồi, mình bỏ quên đâu mất tiêu lâu quá rồi, cho nên nó cũ. Chứ thật sự ra ông Phật không có cũ mới, mà ông Phật hiện hữu ngay bây giờ. Ông Phật hiện giờ nó đang nói, ông Phật đang nghe, ông Phật đang biết rất rõ, mà không lầm, không chấp, không mê và không phân biệt, thì chính cái đó là ông Phật. Hay nói một cách khác hơn, ông Phật là có đầy đủ trí tuệ. Mà trí tuệ ở đây nó gồm có những phần như sau. Thứ nhất là trí tuệ bát nhã về dân tự, trí tuệ về tự tánh bát nhã, đó là tự tánh mà người công phu có khả năng, có hành trì, có khai mở, có thực nghiệm, thực chứng thì mới có thật sự có. Nhưng mà cái điều đó rất là khó nói. Còn những cái mà chúng ta tu tập bất kỳ cái cảnh giới gì mà chúng ta còn những cái sơ xuất, đó là hay khoe khoang, hay tự cho mình là chứng đắc, tự cho mình là được này, được nọ, được kia, thì hoàn toàn những cái đó là ảo giác, là giả tạm, là không thật. Đó chỉ là cái giai đoạn ngủ ấm để rồi diễn biến từng bước rất là phức tạp. Nếu như chúng ta không có kinh nghiệm, không có trao dồi kinh sách, không có học hỏi kinh nghiệm và không có tự mình quán chiếu để hạ thủ công phu, thì chắc chắn những cái điều này này, những cái cảnh giới này chúng ta sẽ rất là khó qua. Thôi thì bây giờ hôm nay chúng tôi vừa qua kể sơ bộ về cái lộ trình phương pháp tu phước và tu huệ. Cái tiêu đề quan trọng nhất là tu huệ, thì mong làm sao chúng ta phải dành cho mình thật sự thiệt là nhiều cái thời gian để lo công phu cúng lại hành đạo tham thiền nhập định bất kỳ những cái phương pháp gì, để rồi chúng ta tránh xa những cái lợi danh, tránh xa những cái tù mộng ảo, tránh xa những cái mà gọi là phiền toái ảnh hưởng đến cái cuộc đời tu hành của chính mình. Để rồi sắp tới đây chúng ta còn phải làm nhiều cái điều lợi lạc cho nhân sinh. Rồi cái cuộc đời này sau khi mà kết thúc cái quân hạ, Đức Thầy trở lại khai mở Long Hoa, thì chọn hội Long Hoa để rồi chọn gọi kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân Chúa. Chúng tôi hy vọng ước mơ lớn đó là tất cả toàn thể quý vị đồng đạo gần cũng như xa, chúng ta hãy cùng nhau nắm tay, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau thương yêu, cùng nhau giúp đỡ, để cùng nhau tinh tấn để rồi tiến lên, để tiến lên cõi đại đồng. Và đặc biệt nhất là cái thời kỳ này là thời kỳ hạ quân mạt pháp, thì Đức Thầy nhắn nhủ mình một cái điều, đó là muốn lánh vượt qua lánh thì thầm, tìm nơi non thẳm ngõ mai danh, đợi cơ thiên địa xoay dần đến, chờ cuộc phong lôi đổi dạng hành, sớm hướng hương xương trong cùng vũ trụ, chiều mong gió mát trên trời thanh, xa nơi cao sự điều cao hạ, muốn lánh phồn qua lánh thị thành. Mặc dù là đối với những người cư sĩ tại gia còn phải lo công việc, cuộc sống, mua gánh bắn tư, bưng mua tảo bắn tàn để lo việc này việc nọ, đối với xã hội gia đình. Tuy nhiên quý vị mình làm sao để rời rác bỏ nhiều cái công việc, hạn chế những cái công việc xung quanh, để rồi chúng ta dành nhiều cái thời gian vừa làm vừa tu, vừa với sức mình, để rồi vừa chừa cái thời gian để rồi ráng tu, để rồi dẹp phá đạo lưu bù. Chứ thời kỳ này nhiều cái đạo lưu bù lắm, mê tín dị đoan, ở ngáp đồng bóng, rồi đủ thứ chuyện trên đời, làm cho con người ta dẫn dắt sai lệch đi cái tâm chỉ, cái tôn chỉ giáo lý của nhà Phật, cái giáo lý của Đức Thầy. Cho nên chúng tôi mong sao tất cả chúng ta hãy đồng hành cùng nhau gom nhặt những cái bí truyền của Đức Thầy, để rồi xua tan đi những cái làn sóng thể dục, xua tan đi những cái làn sóng mê tín dị đoan mà đã ấp tràn trong xã hội. Cho nên cuối cùng thì chúng tôi mong sao tất cả quý vị đồng hành chúng tôi qua những cái kinh nghiệm tu tập. Một là phương pháp tu phước, phải lìa cái tướng trở về với cái tánh, cái tánh phước thì nó mới công đức phước báo. Rồi trở về tu tập bằng cái trí tuệ của chính mình, nhận ngay nơi mình có Phật tánh, thì chúng ta niệm Phật đến lúc nào đó sẽ được thành Phật.
Giai đoạn đầu là chúng ta niệm Phật để trừ vọng. Giai đoạn thứ hai là niệm Phật để chúng ta trở lại với cái bản lai diện mục. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, để cho lòng của mình được nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm chẳng ai. Khi nào mà đến cái giai đoạn mà chúng ta không còn trược nhiễm chẳng ai thì đến cái đó là cái giai đoạn mà chúng ta thể nhập chân tánh, tu chứng hiện tiền. Mà cái điều quan trọng nhất là chúng ta hay bị chướng ngại vật do giai đoạn ngũ ấm ma che mờ chúng ta, rồi cứ nghĩ rằng mình đã chứng đắc, mình đã được là hào quang, được là Phật, là thọ ký, được ánh chứng thế này thế kia thế nọ, thì hoàn toàn tất cả cái đó chúng ta phải nghiên cứu lại, phải xem kỹ lại, chứ bằng không thì chúng ta sẽ bị lầm. Bị lầm thì chúng ta sẽ lạc vào ác đạo hay là tà đạo, hay là một cái lối cách mê tín dị đoan, thì nó sẽ xa rờ với cái tôn chỉ giáo lý của Đức Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo mà ngày nay đã dạy mình một cái phương pháp tu tập hiện đại thực tế và sát với cái cuộc sống mình, đúng với cái chánh đạo, dù gì chánh đạo hơn người ơi. Thôi thì năm mới chúng tôi cũng có ít lời cảm nghĩ, chứ cái hiểu biết của mình thì chỉ có một chút nhỏ thôi, hay là một cái món quà tinh thần gửi gắm đến tất cả mạnh thường quân, tất cả bà con đồng đạo gần cũng như xa. Lời nói chúc phúc, lời nói thâm tình và cái lời nói tặng đáy lòng, để rồi chúng tôi sẽ cố gắng hứa hẹn quý vị mình cố gắng công phu tu trì để đáp lại cái công ơn, cái tấm lòng mà tất cả quý vị mình đã trông chờ, đã mong mỏi. Bởi vì nhiều năm qua thì chúng tôi cũng dốc hết tâm trí, công sức, thời gian để rồi phụng sự cho cái việc từ thiện xã hội và cố gắng dành nhiều cái thời gian đó là công phu hành đạo. Tuy nhiên mãi đến giờ này chúng tôi mới tạm ổn, tạm dừng cái điểm nơi để tu hành, thì mong sao tất cả bà con gần xa cũng như địa phương được sự ủng hộ rất là nhiệt tình. Chúng tôi rất là mang ơn cái sở tại của địa phương và bà con đồng đạo mình lúc nào cũng nhắc nhở, chỉ dẫn tôi trên cái con đường tu thân hành thiện để tránh đi những cái sơ suất, những cái lầm lỗi. Thì cuối lời chúng tôi sẽ cố gắng tu và cố gắng tinh tấn để rồi không đáp mà để bù đắp lại cái tấm lòng của quý vị. Cuối lời cũng xin thành tâm nguyện cầu ơn trên hồng ân tâm bảo quy lên Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho tất cả quý vị đồng đạo cùng với chúng tôi tinh tấn tu hành cho đến ngày đắc thành đạo quả. Để phép kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn huynh hòa đã cho một cái đề tài tu phước và tu huệ để cho bà con được nghe rất là hay và ý nghĩa. Thì cũng kính chúc cho huynh luôn thân tâm thường an lạc và đạo quả viên dung cho đến ngày viên mãn gặp được Phật, gặp được Thầy. Nam mô A Di Đà Phật.